Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời của ngày hôm nay, diễn viên Trương Vũ và fashionista Quỳnh Anh Xin. Ngọc nữ mới của điện ảnh Việt Nam. Ăn cho mặt là tí nha cưng. Em đang cố gắng ạ. Không, nhưng mà vậy mới đẹp chứ. Đúng em. Đúng rồi, mong manh như thế mới đẹp, mặc quần áo mới dễ. Bé Jun Vũ quá đẹp, lên hình là vừa vặn đẹp. Đúng. Vô cùng luôn. Hai đó. Bé này ở đâu ra mà đẹp dữ vậy? Này, Jun Vũ là nhìn rất là mong manh và long lanh. Còn Quỳnh Anh là nhìn rất là khỏe khoắn và tươi tắn. Cá tính sporty. Hay hai em lần đầu tiên đến đây luôn. Lần đầu tiên ạ. Như vậy thì bây giờ các em muốn chọn về đội của ai? Thích anh Thành hay anh Giang? Bình thường thì là khách mời được chọn à? Được chọn em. Thôi bây giờ em cho hai anh chọn, cho hai anh chọn. Rồi em cho hai anh chọn. Em mời hai anh chọn ạ. Cái cụm từ vừa rồi nghe lạ nha. Dạ em mời. Anh nghĩ tụi em có thể không chọn được không? Thế mình nghĩ bây giờ mình ở hướng nào thì mình đi về hướng đấy đi cho nó dễ ạ. Hướng nào về hướng đấy hướng à? Hướng nào về hướng đấy? Hướng này rồi. Về Giang, bên đây về Thành, được chưa? Okay. Mời các em. Hợp lý. Sao vậy Giang? Cả cuộc đời em từ khi sinh ra đến bây giờ biết Trấn Thành mười mấy năm, chưa bao giờ xin Trấn Thành một điều gì. Dạ muốn xin gì? Có thể nào để Will về với tôi được không? Sao vậy? Em rất là thích Will. Nói gì? Chú để người ta tự nhiên đi. Hả? Để người ta thích về đội bên nào thì để người ta tự quyết định, mình đừng xin xò gì cả. Ủa khoan. Tại sao có một cái hành động lại ngăn cản người ta khi người ta vừa đề nghị một cái chuyện rất là bình thường vậy ta? Anh Thành, anh Giang, hôm nay bé hứa chăm ngoan, hay anh ngồi xuống giùm bé. Bé sẽ chăm ngoan. Cái hành động nó bổ trợ cho cái hành động này nữa mới ghê. Thật sự là rất là thích Will luôn. Tại vì càng ngày Will càng năng động, càng mạnh mẽ. Đâu phải có mình Giang thích Will, có nhiều người cũng thích Will nữa đó. Đúng vậy. Ủa là sao không hiểu luôn á? Mọi người ơi, chắc em chết rồi ha. Em chết. Chết rồi ha. Phương ơi, em còn sống Phương à? Chắc là em, trời ơi, chắc chết rồi hay sao á trời. Hôm nay cái bộ đồ nổi bật em không cứu nổi em. Dạ trời ơi, thôi rồi. Bữa nay em rất nổi bật bữa nay, nhưng mà bởi vì người ta đang quan tâm tới những cái câu chuyện đằng sau hậu trường đó, em. Những cái mạch sống ngầm nó đang cuồn cuộn chảy. Anh có nghe gì không? Cái gọi là bí mật showbiz em biết không? Mọi người có nghe gì không? Choẹt. Tâm hồn em rạn vỡ đó trời ơi. Ai Phương? Em không vô hình đâu, em dọn trước đi. Nên em nổi bật lắm. Phương ơi, đó thì bây giờ hôm nay cái quyết định của em nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của một số ca sĩ. Anh nghĩ là em nên tìm cách để biết được là mình nên bình yên hay chọn sóng gió. Hay chà. Ủa anh Giang, anh Thành, bình thường mọi người giành giật lắm mà sao nay mọi người kỳ vậy? Bây giờ vậy nè, nói về màu sắc quần áo thì rồi, cái tông bên kia nó vẫn sáng hơn mình, nó hợp với lại Phương hơn bên đây. Sao? Lấp lánh thể về với lấp lánh chứ chị. Nhưng bên em là tông nâu vàng, chị Ái Phương có màu vàng. Đúng rồi. Trên gỗ em nói ý kiến đi. Em nghĩ em muốn như thế nào? Một bên là một người anh thân thiết, một bên là một người bạn lâu năm. Bây giờ em không biết nói câu nào. Bạn lâu năm đi chị. Đây bạn lâu năm, chị biết em từ rất chị lâu hiểu rồi. Em chị nhìn mắt là chị biết em muốn gì rồi. Thôi thế thì để Quỳnh Anh nói ra những gì Quỳnh Anh muốn đi. Chứ bây giờ em nhìn. Hay quá. Nói này cao tay quá. Bạn rồi, lâu năm mời nói, thì... mời nói. Ê, sao tự nhiên mình nói chuyện mà Will nó đổ mồ hôi hột. Quỳnh Anh, em cứ thoải mái đi. Lo lắng gì vậy ta? Thôi em nhường anh tự quyết định á. Ôi anh Phương, bây giờ mà còn nhường nhau nữa sao tình cảm quá vậy? Anh Phương chị, mình là đàn ông mà nhường phụ nữ, em nói trước đi. Sao nhường khôn quá vậy? Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết chứ sao không biết, cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. Có gì vậy? Trời ơi, trời ơi. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. Thôi
Thôi mọi người ơi, thực sự là nãy Trường Giang rất là thích Viu nên muốn Viu về chứ không hề biết cái vụ đó, thiệt. Chú này tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Viu có quen với lại Katie Nguyễn thôi chứ không có biết là cái vụ. Trời ơi có cách xấu giùm tôi. Trời ơi, bởi vậy em mới nói nè, bây giờ chọn về lẹ đi thì an toàn. Bữa nay á mời chú anh Vũ làm gì, mời ca Tiên Nguyễn đây mới có chuyện bạn. Maybe the face I can't forget. Tay nhắc đề trai Will rồi thôi. Phương ơi, bây giờ nè, em chọn đi Phương ơi. Không để cho Will với Quỳnh Anh khó xử, bây giờ em cứ làm theo con tim của em đi nha. Em với lại Ai Phương đang đóng chung phim cho nên nhìn mặt nhau cũng chán lắm rồi. Thôi, đợi đi. Mời Ai Phương về Trấn Thành.